Chào các bạn đang xem video. Hôm nay mình làm video nói về chế một đèn pin siêu sáng có thể soi được 6 đến 7 tiếng. Đèn pin này dùng để soi ao, soi rẫy, rất tiện ích cho các nông dân. Và chế cũng đơn giản thôi, mình dùng những cái ống nước 5 lít 168, ống 168 và một cái bình ắc quy 12V 8A. Những bình ắc quy này có thể mua ở chỗ bán bình xịt thuốc sâu, bình rất là bền nhé. Và một cái đế sạc cũng nằm trong bình thuốc sâu nhé. Đây, mình đã gắn vào đây cho nhanh. Bắt hai con vít này, mình sử dụng bằng vít vít là vít đen nhé. Còn những cái lỗ này mình đục bằng mũi khoan lớn, mình khoan xong mình tỉa. Mũi khoan tỉa. Các bạn mua đoạn ống 168 to hơn cái bình này và dài hơn bình này khoảng 5 phân để cho nó thoải mái. Và mình kiếm cái đèn này là pha ở trong của xe máy, mình xin của ông hàng xóm sửa xe máy nhé, là mình không mất tiền mua. Các bạn biết là pha xe máy rất là sáng và độ rộng rất là tốt, gặp cái bình này rất là lớn, tích điện là lâu, các bạn soi được 6-7 tiếng không hết pin, soi ao soi rẫy gì đấy. Còn bên ngoài ta bán những cái bình như vậy rất là nhỏ, rất mau hết điện mà mau hỏng. Mình đã xài rồi, rất là bền. Và mình gắn xốp xung quanh để chống rung của nó. Các bạn cần thêm một cục sạc nữa, adapter để nạp cho cái bình này. Các bạn cắm vào đây, cắm đúng chiều để sạc pin cho nó. Và dùng một công tắc hai chiều, tắc hai chiều đây, ở giữa là tắt, bật lên là pha 1 và xuống là pha 2. Thì các bạn giữa này là nguồn nhá, còn hai bên là hai pha nhá. Đó. Và mình sẽ lắp đặt. Ok. Và mình hoàn thành xong cái đèn pin soi. Đấy, hơi nặng đi nhưng mà pin được lâu, chất lượng soi rất là sáng là đây. Đấy. Đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.
Và các bạn thấy kênh hữu ích, các bạn bấm đăng ký kênh để hoặc chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người.